Chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là hạnh phúc nha. Thì bữa nay mấy anh em sẽ tiếp tục cưa những cây trúc với những cây tre đặng làm gui và làm cái đòn tay nha. Thì có hai anh em à, nên làm vừa làm clip cho cả nhà xem, vừa chuẩn bị những cái công đoạn này hơi lâu nha. Cho nên mấy anh em sẽ chia nhỏ công đoạn này. Thì bây giờ thì hai anh em sẽ chặt những cây trúc với cây tre. Trúc này thì để làm gui nha, đặng cột lá. Còn tre thì để làm đòn tay. Thì hiện tại bây giờ sẽ chặt thêm mấy chút nha. Đó, thì chút này của bên của chú Chính luôn. Đó, chú Chính cho chặt cái này. Vớt cái này trước. Nhanh gọn lẹ. Nhanh hơn tre nhiều ha. Nó dễ hơn nữa. Phải xài trúc không ngon rồi. Trúc không sao chắc được. Bỏi. Rồi. Góc nữa là xong đường cây rồi. Đó, cái nó xong. Em còn lẻ luôn. Này dạ. Chòi của mấy anh em làm cũng nó không được lớn mấy nha. Nó bự chắc cũng cỡ gấp đôi cái chòi cũ thôi. Nhưng nó đủ xài rồi. Thì bây giờ hai anh em sẽ vận chuyển về nhà nha cái nhà, lại cái chỗ mà cất trại luôn á, chứ về nhà nữa mệt lắm. Đây, thì đốn cuộc hết tất cả luôn nha anh em. Tre trúc luôn. Tre mạnh tông, còn trúc này sẽ làm gui nha. Thì đây là con của chú Chính nha cái nhà. Ông ra chơi. Thấy quay nên trè ngại đi vô. Thì con này con của chú Chính. Thì ở đây tre này thì của chú Chính cho nha cả nhà. Về với trúc. Bây giờ hai anh em sẽ vận chuyển đi về chỗ mà cất chọi á. Thì bây giờ cái xe này thì cũng xe mượn nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ hiện tại để lên được rồi đó. Nhưng mà kéo được hay không là một vấn đề. Chưa biết nha. Nó nhức đầu rồi đó, tại vì cây tươi với một phần cây khô nữa. Nhưng mà cái nó nặng như thế này à. Rồi xong rồi đó. Cái đưa lên xong bây giờ cái nóng nổi rồi đó. Chắc phải đi hai chuyến quá. Tại vì từ đây qua tới bên ngay chỗ mà làm chòi á là tầm cỡ
cây mấy số, nhưng mà đường nó cũng hơi nhỏ, hơi hẹp. Một là có thể là hai anh em sẽ lưng phiên với nhau kéo trên đường luôn nha. Hai thì kéo xe, nhưng mà thấy kéo xe là thấy không khả thi đó. Chắc ra đường lớn quá Mai. Chắc bỏ mấy cây bự này xuống, đi mấy cây nhỏ từ từ nha cả nhà, chứ cây bự này thua rồi, nặng quá. Chứ nó hơi cồng kềnh á, chạy đi hai chuyến này, giờ tới khuya cũng được. Ok ha. Ok. Thả xuống nhỏ xuống, ủa bự xuống lại. Hai anh em lưng phiên đi đường này, cái đường nhỏ đường bự đi khó quá trời luôn. Còn bây giờ vận chuyển từ ngay cái chỗ đây vô tới lúc trồng trỏng nha cả nhà, thấy cái chỗ hàng rào cái tay trồng cẩy á. Nhờ lực nước nè, bây giờ để xuống nước nặng kéo vô trồng trỏng luôn nha cả nhà cho nó dễ. Rồi bây giờ xuống nha. Xuống đống này xuống Dũng. Hồi nãy là tính là phân nửa thôi, mà bỏ xuống rồi bỏ lên lại đi luôn phát mậu luôn. Sửa lại cho nó đều là lụm luôn. Rồi lụm luôn rồi. Bây giờ ngồi chờ đợi lâu quá. Thôi bây giờ tháo xuống rồi để xuống Dũng rồi kéo đi luôn rồi cả nhà. Ủa, đi nhờ đường của cậu Năm nha cả nhà. Cậu Năm kêu đi vô trong đây được. Trong nãy cứ lỗi Dũng. Cứ lỗi Dũng kéo khùng luôn. Cuối cùng cũng kéo được chưa tới đây. Ôi, giờ còn phải đi lấy về nhà lấy lá nữa. Trở thêm chập nữa đặng ngày mai làm cho nó rồi mỗi một ngày nha cả nhà. Sợ qua hôm sau cái cha không có rảnh á, chứ cha không có phụ. Công đoàn chuẩn bị. Đúng rồi. Xong hết rồi, bây giờ sẽ chất cái đống này xuống. Giờ đi về lấy lá đem lên. Cũng hai chập nữa đó. Căng thêm hai chập nữa đó. Rồi, làm tiếp nha cả nhà. Nó hồi tối. Thì mới chạy xe về cắt lá lên này nha cả nhà. Bữa nay làm xuyên đêm luôn, mai đang làm sớm luôn. Đang cho kịp lọt. Mấy cái cây đồng tay nữa. Chào chào cả nhà luôn đi. Chào cả nhà luôn. Chào cả nhà luôn. Chào nay nha. Thì chờ đây có lá nha cả nhà. Đây phụ nó là cũng làm ngày mơi rồi nè, mơi ngày tốt cũng làm cái chòi cho nó. Giờ hiện tại là phân nửa rồi, còn thêm lá nữa, còn có 50 lá nữa. Bây giờ hiện tại sẽ lấy đòn tay với mớ lá trước rồi đi kéo qua bên bển nha cả nhà. Đi thôi. Rồi. Đi đi thì cái này thì nó đỡ hơn nãy, nó hơi nó nhẹ hơn nãy nha. Đi đúng rồi, coi chừng nha, thấy đường đi nữa thì dừng lọt xuống hậu tiêu nhau nậu. Giờ dừng lọt hậu tiêu uống với đựng đồ lên nha. Chết luôn á. Để sau con kia mình vẫn cứ lặp lại ngày mai sẽ vận chuyển ra ngoài đó, lúc ở góc dưới á, còn có cái chậu ở dưới nè, thì cái khu này nói chung là yên tĩnh lắm, ngon lành. Đây thì vừa thiếu gì đó, quá xá luôn. Làm clip rồi ẩm thực đồ này nọ sẽ ra nhìn dừa này ra ngồi ăn được cũng tới luôn. Ở đây không sao cổ, thiếu củi luôn hết nha. Đúng rồi. Cá dừa quá trời luôn. Đúng rồi. Quá trời luôn. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ xuống này nha. Bây giờ ba cha con sẽ làm nha cái nha. Bây giờ sẽ cưa cột ra. Rồi đo sẵn rồi chút xíu cúng cái trọng cừ. Khởi công luôn nha. Hôm nay ba người quất luôn nha, không biết hoàn thành trong ngày không nữa. Để cố gắng nha cả nhà. Cái này không được chơi. Cái đấy xìu. Cái đó đọt á. Cái đó đem ra đây. Cái này nè. Quên nó cả nhà nữa, thì camera thì bạn em cầm giùm nha, ngại ống kính nên không có vô nha cả nhà, nên ba cha con sẽ vô làm.
đây cho mày dính đi, mày leo cái dính đi, con yên leo hai thằng cân ký có cái này gì phóng dũng cho nó cứng như vậy nó mới chắc ăn. Lấy dép ra cái buốt vô mặt nha. Thì cũng nghỉ trưa rồi nha cả nhà, bạn em cũng đi về rồi. Thì hiện tại có cậu Năm ra phụ nữa. Cậu Năm em, cậu Năm guốc luôn. Thì bây giờ sẽ làm cái máy nha cả nhà. Làm lát hồi cái mẹ sẽ làm món để qua dứt thôi. Chứ bữa nay là làm hết nồi, hết làm không thịt nổi à. Lát hồi có gì làm lẩu thái cho cha ăn nữa. Cha ăn lẩu thái cha. Cha ăn ăn ngon. Lẩu thái hôn quá ta rồi. Lẩu thái ngon mà. Lẩu thái hôn lạ quá. Nó hơi đậm đà tí xíu có gì đâu. Có gì mà mắc ối. Bây giờ làm luôn nha cả nhà. Trời tại giờ 1 giờ nắng dữ lắm. Giờ tới phần lợp nha cả nhà. Cây mẹ đó. Những người biết thì lên, còn hai thằng không biết thì ở dưới phụ họa nha. Đưa lá lên chứ. Cái mẹ. Cái cây đó. Ở dưới đây ha. Bây giờ cột bằng dây dừa luôn ấy. Úi trời, mây trắng bay, mây không trắng không bay trời bà. Còn phần lợp đây với phần nóc đây chưa làm nữa. Bên đó làm mưa nhiều. Thì để người lớn làm đi, nít lên ưa kỳ chữ lắm. Nên ở dưới phụ họa chặt lá rồi đưa lên là chắc ăn nhất. Giờ làm tiếp nha cái nha. Mẹ em cũng qua rồi nha cái nhà. Mua mớ đồ thì có bánh kèo với thịt bò với mớ mực đặng làm chiều nay ăn tân gia. Tân gia chòi à, thì cái chòi cũng làm gần xong rồi nha cái nhà, cỡ tầm cỡ vài nửa tiếng nữa thôi là xong rồi, còn dọn dẹp nữa. Còn đây thì mẹ sẽ ở đây làm đồ ăn nha, mượn cái chỗ của cậu Năm luôn. Mẹ em xào luôn nha cái nhà.
vô mực luôn nha cả nhà. Này mẹ chỗ tài. Rồi xuống luôn nha cả nhà. Yên Thiệp đang phụ ngoài à. Tới bò tới mướt nha. Ngày mẹ làm bên nhà đêm qua. Nhắc xuống luôn cái nhà. Ô ô cái. Xong rồi nha cái nhà. Thì hiện tại bây giờ đó thì tầm khoảng được 80% thôi. Còn làm cái mái che bên đây nữa, chắc không làm mái đâu. Làm miếng cao su á, căng ngang bên đây hoặc là lưới lan che cho nó mát thôi nha cái nhà. Còn đây thì im gu rồi, im gu và gu rồi. Thì đó giờ mới có cái chòi mà nó bự tới vậy á. Chòi bự lắm. Cũng phải nhiều, cũng nhiều người mới làm được chứ. Đúng rồi. Nhờ cậu Năm với cứ bằng bác hay gì em cũng biết nữa nha. Đó. Thì còn một cái nữa, đó là cái nền. Chứ cái đường đi ga nó rất là lõm chõm luôn. Lõm yeah. Hàng dữ lắm nha. Lục cục lon hon. Có chỗ thì sâu dưới đáy đại dương á. Còn chỗ thì lúc ở trên. Còn mấy cái cổ cũng chưa đắp nữa. Ngày mai thì hai anh em sẽ bơm motor lên rồi sẽ ban ra. Ban chắc cũng buổi á, rồi ban thêm cái đường đi nữa. Lâu quá cả nhà. Tranh thủ làm cho nó đẹp luôn, láng luôn, cho nó gồi luôn. Ê, nằm cho nó đây. Thì ở đây á, khung cảnh ở đây thơ mộng lắm. Đây thì giống hệt đây là nguyên cái đập luôn á. Dài ngoài đó là nguyên một cái đập. Mặt trời lên ha. Hoàng hôn xuống luôn rồi. Trời xuống chú quên. Quá xa. Thì hiện tại á, ở ngoài này thì không có điện, cũng không có nước. Nước thì xài nước Dũng này là được rồi. Mình kiếm cái lu cái mình múc vô mình lóng phèn là ok đúng không? Cái đó nước rửa chén đồ được. Đúng rồi. Còn chưa nữa nha cả nhà, chưa đâu, còn một thêm một cái chòi nữa. Vẫn ở vị trí này, vẫn địa điểm này luôn, nhưng mà hai anh em sẽ làm cho nó đẹp đẹp chút xíu nha, cho lạ lạ chút hoành tráng. Đúng rồi. Còn đây thì nó là cái chòi chính luôn nha. Cái nhà là chòi chính nhưng mà cái này là chính phụ hả? Chính thứ hai. Cái chòi ở nhà thì chúng mình làm để dành làm clip đêm hay gì nọ này nọ lên trên chảnh. Thì trên ở nhà thì cũng rất là mát, ở đây cũng rất là mát luôn. Xung quanh đây thì vừa rồi nha. Quá xá ngay vườn dừa kế bên là vòng vòng đây là không có nhà luôn, ít có nhà lắm. Ngay đó có cái nhà, còn cậu Năm thì lúc ngoài đầu đường ngoài lắm. Còn đây khu này là không thấy có nhà đâu. Rồi quá đã. Thôi bây giờ hai anh em sẽ đi vô trong trỏng đang chuẩn bị nhập tiệc luôn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng chung với mấy anh em luôn. Quá đã. Còn cái nền nữa hơi bị chua luôn. Mấy anh em còn làm đủ thứ hết trơn nha cả nhà. Giống hệt là gì làm nông luôn vậy. Đúng không? Ê, dòng đồ có gao rồi, dưới có cá rồi nè. Ở dưới Dũng này cũng có cá nhưng mà cá nhỏ nhỏ mà xíu xíu tini tini. Thôi vô trong trỏng cả nhà, cũng tối rồi. Hiện tại bây giờ cũng đâu có bưng ra đây ăn được, tại vì lục cục lòn thòn đi hồi chút xíu đổ dở cái rồi khỏi ăn khỏi nghỉ luôn. Nhìn luôn. Vô trong trỏng cho nó mát mà bữa nay ngặt cái bị cúp điện. Xui gì đâu. Thì cũng hoàn thành được cái chòi nha cả nhà. Ở đây cũng có mấy cô mấy bác mấy chú. Thì có cậu Mợ Năm nữa. Đưa cái. Giờ thì cũng mời cả nhà ăn miếng rồi đang ngừng mới quay luôn nha cả nhà. Nhưng mà tại để hỏi cái mấy cô bác rồi không có tự nhiên. Rồi vô mẹ em. Rồi nhá, năm mới lắm vô. Để vô luôn á. Mời cả nhà luôn nha cả nhà. Rồi.
Rồi mời cả nhà vô luôn. Vô lấy đủ đó. Rồi cả nhà luôn nha, bữa nay mừng quá rồi. Sao luôn không vậy? Xong rồi. Có vượt không? Thì em cũng xin phép nha cả nhà, tại vì để mấy cô mấy bác tự nhiên cả nhà, thì cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.